Kết hôn rồi em chỉ việc ở nhà thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em hả? Đúng, mỗi tháng anh sẽ cho em 10 triệu. Em chỉ có việc ở nhà hưởng thụ thôi. 10 triệu là anh cho em hay là cho cả gia đình? Thì cũng giống nhau mà. Sao mà giống nhau được? Nếu anh cho em á, thì đó là tiền mua son, mua quần áo, mua trà sữa. Còn nếu là tiền cho gia đình thì đó là tiền bỉm, tiền sữa, tiền biếu bố mẹ, tiền điện, tiền nước, tiền ga. Sao mà giống nhau được? Thế thì cho gia đình đi. Nếu là tiền cho gia đình á, thì anh đưa thêm cho em 40 triệu nữa. Sao mà nhiều thế? Ngày xưa bố mẹ anh có một người đi làm thôi mà nuôi được cả 8 người con. Đưa cho em 10 triệu là quá đủ, quá thừa rồi gì. Ngày xưa thời của bố mẹ anh á, con cái chỉ chơi với bùn, ít giáo dục. Mặc quần thì thủng đáy, uống nước canh chứ có uống sữa bột đâu. Như thế thì ít tốn tiền là đúng rồi. Sao anh cho em ở nhà chỉ có việc hưởng thụ thôi mà em không vui à? Vậy thì chúng ta trao đổi đi. Anh ở nhà, em đưa cho anh 10 triệu. Anh chỉ việc ở nhà hưởng thụ thôi, được không? Sao anh không nói gì? Anh thấy có gì đâu nhỉ? Chỉ lẽ em ở nhà chăm con ngủ thì em ngủ, mà con thức thì em chơi với con, không sướng à? Nếu vậy thì anh thuê cho em 2 người giúp việc đi. Một người nấu ăn, một người dọn dẹp. Chứ nếu không á, lúc anh đi làm về, đồ chơi vứt bừa bãi, anh lại nói em là ở nhà cả ngày không biết làm gì. Con thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nó có làm được gì đâu. Đúng, đứa trẻ thì không biết làm gì cả, nhưng nó có thể khiến cho người lớn không làm được gì. Lại còn đòi đưa 10 triệu để ở nhà hưởng thụ. Đợi khi nào anh có năng lực đưa cho tôi 100 triệu đi, rồi hẳn quay lại đây ra vẻ, đồ hoang tưởng.